các cầu thủ Juventus ở bên trái màn ảnh nhỏ các bạn mặc bộ quần áo truyền thống trắng sọc đen quần trắng, còn các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đỏ quần đỏ tất đỏ. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình Juventus. Thủ môn là Fancioni, hậu vệ Careca số 2, Anoni số 3, Poroni số 4, Vekhovos số 5, Marocchi số 6, Lombardo số 7, Zanbe Bianchi số 8, Viali số 9, Pesotto số 10 và Padovano số 11. Huấn luyện viên trưởng của đội Juventus là ông Marcello Lippi. Đội hình đội tuyển Việt Nam thủ môn Nguyễn Văn Cường. Các cầu thủ Nguyễn Mạnh Cường số 15 mang băng đội trưởng, Nguyễn Hữu Thắng số 4, Anh Dũng số 17, Chu Văn Mùi số 6, Nguyễn Hồng Sơn số 8, Lê Huỳnh Đức số 10, Huỳnh Quốc Cường số 9, Võ Hoàng Biểu số 5, Nguyễn Chí Bảo số 3 và Nguyễn Hữu Đang số 14. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam là ông Kakai Vegang. Như vậy là các cầu thủ Juventus sẽ lấy bóng trước. Đội Việt Nam trong áo đỏ quần đỏ tất đỏ chọn sân bên phải màn hình nhỏ các bạn, còn đội Juventus được quyền phát bóng. Trong trận đấu này, hãng Piazzo cũng đã tổ chức quay sổ số cho tất cả những người mua vé xem trận đấu, và giải nhất sẽ là một chiếc xe Vespa Piazzo. Đứng trước bóng là Padovano và Viali. Trận đấu bắt đầu. Viali, Lombardo. Lombardo đẩy bóng chạy dùng tốc độ, nhưng hậu vệ số 4 của Việt Nam đã cản người trái phép. Số 4 Nguyễn Hữu Thắng cản Lombardo trái phép. Lombardo cũng đã từng có mặt trong đội hình đội tuyển Italia. Trước đây anh chơi cùng với Vekhovos ở Sampdoria. Anh chơi rất xuất sắc cho nên là đã được mời về Juventus. Trọng tài Nguyễn Tấn Hùng đã rút thẻ vàng cảnh cáo Hữu Thắng trong pha cản người trái phép vừa rồi. Các bạn rất dễ nhận ra Lombardo vì cái đầu hói của anh, còn Viali là cái đầu chọc. Trong buổi họp báo mới đây, các phóng viên Việt Nam đã hỏi lý do vì sao Viali cạo chọc đầu. Anh nói vui rằng vì anh có một ông bạn rất thân là Lombardo hói đầu cho nên anh cũng rất muốn giống bạn. Lombardo, Lombardo, Viali, Cường, rất đẹp. Pha bóng rất đẹp của các cầu thủ Juventus trước khung thành của Cường. Cường rất dũng cảm bay người bắt bóng trong chân Lombardo, nhưng Lombardo dùng kỹ thuật vượt qua được anh. Sau đó bóng đến chân Viali, Viali tung người móc bóng nhưng bóng đi vọt sang ngang. Các bạn xem lại pha quay chậm. Xem là pha bóng này các bạn thấy là trình độ kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện của Lombardo. Đây là cú đá vọt xa của Viali. Lombardo thực hiện. Theo đồng hồ chúng tôi đây đã là phút thứ 49 của hiệp 1. Trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng đã nổi còi kết thúc.
Hiệp 1 trận đấu giữa tuyển quốc gia Việt Nam và Juventus Turino của Italia. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Bên phía các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, Đức và Hồng Sơn cũng đã có nhiều cơ hội nhưng cả hai cũng đã kết thúc chưa chính xác, hoặc sút quá yếu hoặc là sút không chính xác. Ở hiệp 2 này, sân của các cầu thủ Việt Nam ở bên trái màn hình nhỏ các bạn. Các cầu thủ Việt Nam là chủ nhà mặc áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Còn các cầu thủ Juventus mặc áo quần màu truyền thống, đó là trắng sọc đen, quần trắng, tất trắng. Đình Đức. Đức đi bóng, Đình ngoặt lên sút chân phải nhưng quả ngoặt lên của anh lại va vào chân của hậu vệ Juventus. Ở hiệp 2, đội bạn thay hai cầu thủ. Vekhovot số 5 và Marotti số 6 ra sân. Vào sân là cầu thủ mang áo số 13. Roza và số 18 là Longhi. Trong khi chúng tôi đang giới thiệu với các bạn hai cầu thủ vào thay thế đội Juventus ở hiệp 2 này thì Viali đã ghi bàn thắng cho Juventus ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2. Tỷ số trận đấu đã được mở. Bàn thắng của Juventus do công của Viali. Một chút lơi lỏng của hàng phòng ngự Việt Nam đã dẫn đến bàn thua đầu tiên ở hiệp 2. Trong khi ở hiệp 1 các cầu thủ Việt Nam đã kèm Viali rất tốt. Hiệp 2 đội Việt Nam cũng có một sự thay đổi. Cầu thủ mang áo số... Ở hiệp 2 đội tuyển Việt Nam có một sự thay đổi. Cầu thủ mang áo số 21 đã vào sân thay cho số 17 Anh Dũng. Số 21 là Thiện Nhân. Như các bạn đã biết, trước khi sang Việt Nam thi đấu, Juventus đã thi đấu một trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc tại Seoul và thua với tỷ số 0-4. Sau trận thua này, các cầu thủ Juventus đã bị phê bình, chỉ trích. Và trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, không vào. Các cầu thủ Việt Nam có pha bóng phối hợp rất đẹp nhưng Huỳnh Đức kết thúc không chính xác, bóng chạm vào chân hậu vệ của Juventus. Các cầu thủ Việt Nam lại được hưởng quả phạt góc thứ 3 ở bên cánh trái trong hiệp 2 này. Đang Điều nhảy lên đá bóng ở trên không, bóng đi vọt xà ngang. Chính vì bị chỉ trích sau trận thua đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với tỷ số 0-4 cho nên trong 3 ngày trước trận đấu ở Việt Nam, các cầu thủ Juventus đã rất giữ gìn trong sinh hoạt cũng như ăn uống và họ đã quyết tâm rất cao để giành thắng lợi trước đội tuyển Việt Nam. Mặc dù biết là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam yếu hơn nhiều so với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Juventus nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng do công của cầu thủ mang áo số 16, đó là Parente đã ghi bàn thắng thứ hai cho Juventus. Đội tuyển Việt Nam thay hai cầu thủ số 6 và số 15 ra sân. Số 6 là Chu Văn Mùi,
và số 15 là Nguyễn Mạnh Cường, vào sân là cầu thủ số 7 và số 19. Các bạn xem lại bàn thắng thứ hai của Juventus do công của Parente. Đội bàn tổ chức bật tường rất đẹp và Parente băng xuống với tốc độ cao vượt qua hai hậu vệ của Việt Nam, đá bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. Poroni. Đội Việt Nam được hưởng quả phạt góc. Đây là quả phạt góc thứ tư mà các cầu thủ Việt Nam được hưởng ở hiệp 2 này, đều ở bên phía cánh trái. Chí Bảo. Trọng tài Tuấn Hùng đã cho các cầu thủ Việt Nam được hưởng quả penalty vì lỗi của một hậu vệ Juventus trong khi nhảy lên tranh cướp bóng với Đức từ quả phạt góc bên phía cánh trái. Chúng tôi lưu ý các bạn là chính trọng tài Tuấn Hùng, một trọng tài trẻ có đẳng cấp FIFA của Việt Nam, đã bỏ hai quả penalty cho các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu với Middlesex tại thủ đô Hà Nội. Lần này thì chắc anh đã không bỏ qua mặc dù trời đã tối rồi. Hoàng Biểu thực hiện quả đá penalty. Số lúc này là 1-2, vẫn nghiêng về Juventus Torino. Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 do công của Võ Hoàng Biểu thực hiện từ quả penalty. Đây là phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số là 2-1, vẫn nghiêng về Juventus. Các bạn xem lại quả penalty mà Võ Hoàng Biểu đã sút thành công vào lưới của Fancioni. Biểu sút rất mạnh. Thủ môn Fancioni đón sai hướng bóng, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống 1-2 cho đội tuyển Việt Nam. Biểu. Hồng Sơn. Hồng Sơn chuyền cho đồng đội nhưng đồng đội của anh xuống hơi sớm một chút cho bị lỡ chớn. Vẫn trong cuộc. Bóng đã chạm tay cầu thủ mang áo số 3, không phải là anh cố ý dùng tay chơi bóng. Đó là Anoni. Một lần nữa qua trận đấu này các bạn lại thấy tiểu xảo trong phòng ngự của các cầu thủ Italia nổi tiếng. Chúng tôi lưu các bạn là đến lúc này là Juventus thi đấu 10 người. Và trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng đã nổi còi kết thúc trận đấu lịch sử giữa Juventus và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Kết quả, đội Juventus Torino của Italia đã thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Juventus do công của Viali và của Perente. Bàn thắng của đội tuyển Việt Nam do công của Võ Hoàng Biểu. Các bạn thân mến, buổi truyền hình trận đấu giữa Juventus và tuyển quốc gia Việt Nam đến đây là hết. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin thân ái, tạm biệt các bạn.